ta hãy để ngày hôm nay là ngày chúng ta cùng nhau kỷ niệm sự cố gắng, những thành tựu của các bạn, và cũng là ngày để hướng tới một tương lai rực rỡ mà chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng. Mong rằng nghệ thuật của chúng ta mãi là minh chứng cho sức mạnh của việc theo đuổi ước mơ. Trân trọng con người thật của chúng ta và khơi dậy những đổi thay. Khi bước vào thế giới nghệ thuật rộng lớn hơn, hãy mang theo bên mình những bài học, kinh nghiệm, kỹ năng và bản lĩnh đã có được sau 3 năm học đây.